Liên tục bị CEO Đại Nam làm phiền, Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ một câu đầy thâm thúy, khiến fan Hà hê. Tối ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục có đêm diễn tại phòng trà Đồng Giao như đã hứa. Lần này CEO Đại Nam cũng xuất hiện bên ngoài, không hiểu với mục đích gì, nhưng ô tô của bà đỗ ngay trước cổng phòng trà. Nhưng vì đã bán hết vé nên đành rời đi mà không thể vào trong. Ít lâu sau thì Mr. Đàm đến cùng dàn vệ sĩ, lên sân khấu biểu diễn như bình thường. Sức hút của Đàm Vĩnh Hưng là không hề đơn giản khi phòng trà chật kín người. Nam ca sĩ tỏ ra hưng phấn khi người hâm mộ hò reo đón anh lên sân khấu. Đáng chú ý, trong phần giao lưu, Mr. Đàm bỗng nhìn thấy thông điệp phía sau lưng rồi bật cười nói thêm. Cái ồn ào này dễ thương nè, cái mất trật tự này đáng yêu nè, chứ không có đáng ghét nè. Không gian này là của mình nha, ai thích bài gì, cứ hét to lên, đừng có sợ gì hết trơn. Dù không nhắc đến ai kia, nhưng fan của Đà Vĩnh Hưng vẫn tin rằng anh đang muốn nói đến việc bị CEO Đại Nam làm phiền. Trước đó, trong nhiều đêm diễn của giọng ca xin lỗi tình yêu, thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn, đám đông tụ tập ngoài cổng vì hiếu kỳ. Họ nghe tin nữ doanh nhân đến nghe Mr. Đàm hát nên cũng muốn có mặt để hóng chuyện. Thế nhưng, cũng như lần này, những màn quấy phá trước đây cuối cùng đều không mang lại kết quả. Đà Vĩnh Hưng vẫn biểu diễn như thường. Đến lúc này lại xuất hiện tin đồn nam ca sĩ bị ế show, phải hủy lịch trình vì ồn ào đời tư. Thực tế hình ảnh do đàm phía Vĩnh Hưng chia sẻ cho thấy anh vẫn nhận show đều đạt, mỗi lần lên diễn đều chặt kín khán giả. Xuyên suốt từ năm 2021 đến nay, mối quan hệ giữa CEO Đại Nam và Đàm Vĩnh Hưng trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội. Hết cãi vã vì chuyện từ thiện, cả hai lại đệ đơn tố cáo lẫn nhau lên cơ quan điều tra. Dù cuối cùng Mr. Đàm được kết luận trong sạch, nhưng nữ đại gia có vẻ vẫn không chấp nhận và liên tục có động thái làm phiền đến nam ca sĩ